Xin mến chào cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Rồi hôm nay thì tiếp tục đến với bãi kiện của chị Thủy để chị Thủy quay giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình một số cái mai giống mai ghép hàng già mùa cô chú anh chị ha. Ghép 2-3 mùa cô chú anh chị, 2-3 mùa, 4-5 mùa luôn. Có siêu bông Sài Gòn nè ha, cúc bi, cúc hoa hồng, cúc bi rồi cúc phượng hoàng ha, cúc tây thi đều cô chú anh chị. Rất là nhiều loại giống ha, ghép già mùa cực kỳ luôn, giá cực kỳ yêu thương luôn. Thì mong cô chú anh chị xem được cái nào hãy giá cả hợp lý mình ủng hộ cho vườn của chị Thủy nha. Rồi không làm mất thời gian của cô chú anh chị mình nữa ha, em mời cô chú anh chị mình vào luôn clip để gặp luôn chị Thủy, để chị Thủy chào giới thiệu và giao lưu luôn ha. Rồi chị Thủy ơi, chào bà con nhìn em ha. Rồi hôm nay tại lại kênh Mai Dạm Bánh Tre thì em xin chào toàn thể cô chú bác anh chị em gần xa đã xem kênh nha. Rồi hôm nay đầu clip hôm nay thì em có được một cặp siêu bông Sài Gòn siêu bằng nó già mùa, ghép được 3 năm rồi đó cô chú anh chị, 3-4 năm rồi. Rồi đó, hàng chất lượng luôn. Cái này chắc cả 3 mùa hả? Đời đầu của cô chú anh chị. Cái này ghép đời đầu nè, lúc mới bùa bo về em ghép nên em lấy giống. Liền đầu nè cô chú anh chị ha, liền đầu hết trơn nè. Rồi hôm nay thì bo quá trời bo rồi nên em ra mấy cây nái liền đầu hết luôn. Rồi quỳnh thân có 13 hả cô chú anh chị. Rồi chiều cao là được 104. Rồi cái này già giống già luôn rồi. 107. Rồi cái này giao lưu như đây chị. Rồi tiếp theo cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá 1.200.000 em bao phí ship nha. Hàng này là cô chú anh chị mình hàng sưu tầm nha cô chú anh chị ha. Nè cái cột không có cái chọc ghép nào ở đâu mà nó bự hơn tay cái của em. Tay cái của em hoành cỡ 8 mà cái này hoành chắc cả 11, 12 á cô chú anh chị nè, cái đầu nè. Siêu bông Sài Gòn. Cái giống là của chú Sáu Bình Dương phải không chị? Đúng rồi. Cái này là có nụ kim điều luôn á cô chú anh chị. Cái này là bao chơi Tết là thổi mát luôn. Rồi, đổi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo cây mã số 91C. Rồi. 91C thì một cây siêu bông Sài Gòn nữa nha cô chú anh chị. Cây này nó yếu mùa hơn cây kia xíu. Đúng ha. Rồi. Cây này nó non mùa hơn nha cô chú anh chị. Cây kia này nó già, cái cây này thì nó non hơn xíu. Cây này non hơn xíu là cây này là ghép sao cây kia chắc đợt bo ha. Đợt 2 đợt bo quá. Này em ghép được mới có năm mấy à cô chú chị ơi. Rồi. Quỳnh thân được 20. Cái cũ nè. Cái cũ nó dưới này được 32,5 em tính 32. Cái cũ nằm nè, quá trời đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Siêu bông Sài Gòn giống của chú Sáu Bình Dương nha cô chú anh chị. Chiều cao là mình được là 105. Rồi. Tán ngang là mình được là 96. Rồi. Rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là 1.600.000 nha. Rồi 1.600.000 ha. 1.600.000 là mình có một cây dáng đẹp ha, củ đế quá trời tuyệt vời luôn. Cây này thì nói chung là về mình chơi rồi mình sửa tay á cô chú anh chị thì quá trời siêu đẳng luôn. Rồi mấy cây này thì bao chơi Tết nha, hàng già thì khỏi, hàng già mùa như thế này thì mình khỏi phải bàn cãi về cái chất lượng bông nó như thế nào cô chú anh chị ha. Vì hàng già thì thường thường á, hàng già từ 2 mùa trở lên là đảm bảo cô chú anh chị mình ha, sẽ hàng bông nó sẽ đạt chất lượng là hầu như là 100% nha cô chú anh chị ha. Rồi mình đổi cây luôn hả chị. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo mã số 92C. Rồi 92C đây là một cây cúc phượng hoàng nha cô chú anh chị. Cái vàng tàn nó khủng khiếp, cái vàng tàn cô chú anh chị ơi, tàn cực kỳ dày tàn luôn. Mà hàng này nói là phải nói là siêu siêu già mùa nữa cô chú anh chị ha. Nè trời ơi, cái cột, cái cốt ghép của nó nè cô chú anh chị, em dạch cái cốt ghép cho cô chú anh chị coi ha. Đây trở bằng tay cái em ăn lên không chứ không có cái nào dưới nó cô chú anh chị, cỡ bằng tay cái luôn á nè. Cái cốt ghép nè cây ha, cái này mình vừa chơi bông được ha, mà mình vừa chơi lá được luôn cô chú anh chị ha. Lá non nó lên đỏ dễ luôn cô chú anh chị, như cúc hoa hồng vậy, nhìn đã lắm ha. Mà bông nó không có thua hoa hồng đâu, bông nó bự lắm, bự mà chùm nữa ha. Bộ đế nở đế lắm cô chú anh chị. Hoành thân được 19. Rồi cái dạng này, cái dạng mà tàn mà lùng á cô chú anh chị ha, mấy kiểu mà như sao mà cái phơm tàn này, phơm giống như cái mâm xôi mình vậy cô chú anh chị nè. Đó nhìn giống như cái mâm xôi mình vậy ha, bự cho bá. Chiều cao chỉ có 88 à. Đó cái này Tết nên lặt lá xong cho nở bông nó đơm lên ha, như cái mâm xôi nhìn nó tuyệt vời luôn cô chú anh chị. Tán ngang là 113. Lùng liền ha, để lên chậu cao cao tí ha, nở ra bung xòe xuống như mâm xôi nhìn cực kỳ đẹp. Rồi cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá là chỉ là 2.500.000 nha. Rồi 2.500.000 là mình bao phí vận chuyển hả chị ha. Đúng rồi. Nó một cây cúc phượng hoàng quá là đẹp luôn. Cúc phượng hoàng thì nó tổ bông á, thì cô chú anh chị em mình test lên mạng coi ha. Bông rất là đẹp nha.
Rồi, ví dụ cô chú anh chị mình không cần mở lên mạng, cô chú anh chị ha, ví dụ như cô chú anh chị mình không biết thì mình có thể nhắn tin cho trực tiếp cho chị Thủy ha, vô Zalo á, chị Thủy gửi mặt bông tại vườn cho cô chú anh chị mình tham khảo luôn. Tại bông cực kỳ đẹp nha. Cây này cây của nhà em nên em có mặt bông tại nhà luôn nha. Rồi, có mặt bông tại vườn hết, cô chú anh chị cứ an tâm sưu tầm ha. Rồi đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 93C. Rồi. 93C cũng là một cây cúc phượng hoàng đó nha cô chú anh chị. Rồi hai cây cúc phượng hoàng này là nó đang nằm trong chậu mấy vậy chị ha? Hai cây cúc phượng hoàng này đã đang nằm trong chậu 7 nha cô chú anh chị. Rồi báo cái chậu quên nãy giờ em quên báo ha, báo cái chậu cho cô chú anh chị mình nha. Tại vì nhà vườn đóng không có đóng chậu á cô chú anh chị ha, nên là đi báo cái chậu cho cô chú anh chị mình chuẩn bị cái chậu để vô ha. Nằm trong chậu 7 hết nha cô chú anh chị ha. Lọt lòng 7 ha. Đúng rồi, này là lọt lòng là chậu 7. Trời ơi mấy cái cốt ghép thì phải nói là khủng khiếp cái cốt ghép luôn cô chú anh chị ha. Cái này cũng đùng lực nè cô chú anh chị giác ha. Ghép thử kiểu giống như cái mâm sôi vậy cô chú anh chị ha. Rồi, thông xóa nha chị. Đây có cái này, nhánh mục bỏ ha. Hoành thân được 19 rưỡi tính à, 19. Chị lát nữa nhà vườn bấm cái cả đục cao. Cái này lại cái tét keo liền xẹo vô này ha. Em mới bẻ nhánh mục. Chiều cao là được 69. Rồi. Tán ngang 112. Rồi. Đó, cái mấy cây này thì chơi cái kiểu cái mầm quá đẹp luôn rồi. Rồi cái cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ có 1.500.000 nha. Rồi 1 triệu. Nó cây quá trời đẹp cô chú anh chị ơi. Rồi, đợi cây ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 94C. Rồi. 94C là một cây cúc bi tiên sinh nha cô chú anh chị. Cúc bi nha cô chú anh chị ha. Cái tàn rất là kẹo luôn. Hàng cũng là hàng sưu tầm, hàng già mùa nha cô chú anh chị. Đây cái tàn nè, khủng khiếp. Mấy cây này là đây. Mấy cây này là mấy cây nái luôn hả cô chú. Đùi ếch nè cô chú anh chị ha, ba cái đùi ếch. Trời ơi quá trời đã. Ghép ba bo ba cái đùi ếch. Hàng cúc bi nha cô chú anh chị ha. Cúc bi bông chùm đẹp lắm. Ghép chọc lên đều kiểu ba chọc cho nó làm ra tam tài mà. Rồi. Thông số luôn nha. Bộ đế nở hết sức luôn rồi cô chú anh chị. Hoành tại điểm này là mình được 24. Rồi. Cái tàn quá trời đẹp luôn. Chiều cao là 87. Tán ngang là mình được là 92. Rồi. Rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình giá cũng chỉ là 1.500.000 thôi nha. Rồi đợi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 95C. Rồi. 95C đây là một cây cúc dạng thọ ha. Ở cúc dạng thọ nha cô chú anh chị. Cúc vạn thọ 50 đến 70 cánh nha cô chú anh chị. Mấy cây cúc dạng thọ này là nói chung là cái hàng này hàng đáng sưu tầm nha cô chú anh chị. Hàng già nha cô chú anh chị nè, cái đùi ếch nào ta nói ha. Bo hết cái đùi nào, cái đùi đấy chà bá nện luôn. Lên đùi ếch. Cũng được có nhiêu đây à, được có mấy cây là già mùa này thôi chứ nói chung là còn nhiều hàng chỉ mới thôi. Chứ không có được già mùa như vậy đâu ha. Nếu cô chú anh chị em nào chú anh chị ha. Thích chơi hàng lùng và già mùa như vậy thì cứ vào chọn ha. Rồi. Chứ em được có mấy cây này thôi à. Rồi cho thông số này luôn hả chị. Hoành tại điểm này là được 28.5 tính 28 nha. Chiều cao là 69. Tán ngang là 89. Rồi. Rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là 1.800.000 nha. Rồi 1.800.000 ha. Rồi đợi cây nha. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo mã số 96C. Rồi. 96C là một cây cúc bi tiên sinh già mùa nha. Cây trời, này cái tàn khủng bố luôn cô chú anh chị ơi. Trời ơi ba cái đùi ếch chà bá nện đó nè cô chú anh chị. Tam tài mà nhánh cũng như là cây này là cô chú anh chị chơi 1 năm 2 năm đó là y như một cây nguyên thủy luôn. Quá xuất sắc luôn. 10 điểm cây này. Hoành được 21. Là cái chậu ghép này là để em tham khảo cho cái chậu ghép này. Cái chậu ghép nó là được 13 đó cô chú anh chị. Rồi. Cái cây này là nó phải nói là lâu lắm là lâu rồi nha cô chú anh chị. Chiều cao là được 124. Tán ngang là mình được là 125. Rồi, cái này giao lưu như đây chị. Rồi, cái này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá là 3.200.000 nha.
Rồi 3,2 triệu ha. 3,2 triệu là có một cây như một cây nguyên thủy luôn nha. Rồi, đợi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo mã số 97C nha cô chú anh chị, cũng rồi. Là một cây cúc binh tiên, cúc bi tiên sinh dạ mùa nữa nha. Rồi. Chọc ghép cho bá nợ luôn ha. Rồi cho thông số luôn ha chị. Quỳnh thân là tại điểm này là mình được là 23. Cây lên nụ rồi nè cô chú anh chị ha. Chiều cao 40. Hàng già nha cô chú anh chị. Cái này, cây này lực quá lùng lực. Tán ngang mình là 67. Rồi. Rồi cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa, mình giá chỉ 1 triệu thôi nha. Rồi, đợi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 98C nha cô chú anh chị. Rồi. 98C đây là một cây cúc dạng thọ dạ mùa nữa nha. Rồi cái tàn như cái mâm nữa cô chú anh chị ha. Mấy cây này là về cô chú anh chị em mình chơi những này ghép lùng lực không nha cô chú anh chị ha. Cây này là ghép lâu lắm mày. Mà cái này nó bị lụa, cái gạo đầu nó bị ấy chút bị vô nước xong nó bị lụa cô chú anh chị ha. Đây là còn hai bo nè. Nhưng mà cây này bao cô chú anh chị mình luôn. Đó. Bao mạnh luôn ha. Cô chú anh chị em mình nhìn thấy có hai bo mà nó như vậy nè thì nó sẽ mạnh như thế nào. Bo nó cả mười mấy, cả hoành cả 9-10 á, 10-12 luôn. Hoành thân nó được 23. Rồi. Chiều cao là nó 55. Tán ngang 83. Rồi. Rồi cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa, mình giá chỉ 1.500.000 thôi nha. Rồi, mình đổi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo mã số 99C. Rồi. 99C là một cây cúc bi tiên sinh nữa nha cô chú anh chị nọ. Cúc bi tiên sinh thì cô chú anh chị em mình biết mặt bông rồi đó. Tổ bông thì tổ chùm mà bông thì to, mà tổ rất là đẹp luôn, rất là xuất sắc những cây già mùa như vậy nha. Thì cô chú anh chị em mình cứ vào xem và ủng hộ và tự chọn cho mình những cây mai đẹp để mình chơi Tết năm 2025 nha. Rồi ơi, bốn cái đùi hết, chà bá nè luôn cô chú anh chị ơi. Em nói những cây già mùa như vậy thì nói chung là cây nào cũng vậy thôi, lỗi giống nào cũng vậy thôi, già mùa thì càng già mùa thì bông càng xuất sắc ha. Quỳnh thân được 20. Rồi. Chiều cao là 99. Tán ngang là 102. Rồi. Rồi cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa, mình là giá 2.200.000 nha. Rồi, 2.200.000 là bao phí vận chuyển ha. Rồi. Rồi, rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 100 nha cô chú anh chị. Rồi, 100C. 100C. Rồi. Rồi đây là một cây cúc dạng thọ nữa nha. Rồi, cái tàn quá trời luôn. Cái cúc dạng thọ này thì về chơi cúc dạng thọ thì nó tổ bông rồi. Dạng thọ 50-70 cánh nè. Rất là đẹp nha. Bông nó dung lên rất là đẹp nha cô chú anh chị. Tên cũng hay luôn, Tết mình trưng một cây dạng thọ là quá ngon. Quỳnh thân được 17. Rồi. Chiều cao là 56. Tán ngang mình là 70. Rồi. Rồi cái này em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa, mình là giá chỉ 700.000 thôi nha. Rồi 700 là mình bao ship ha. Rồi. Trời cây. 5 triệu ạ. Rồi tiếp theo cây mã số 101C. 101C. Đó, đây cũng là một cây cúc phượng hoàng nữa nha cô chú anh chị. Cây cái này thì quá là đẹp luôn cô chú anh chị. Em nào thích là một thân một cốt thì đây là một cây này ha. Đó, quá xuất sắc luôn. Rồi. Cái này là hàng thả tự nhiên nha cô chú anh chị. Không có vô dây chỉnh sửa gì trơn, nó nói già mùa lâu năm nhưng mà nó hàng thả tự nhiên. Trời ơi, làm như nó muốn lên xù thì cô chú anh chị nè. Nó cái gốc này thôi nè. Cái cây này nó giống giờ nó bị cùi vậy đó chứ nó xù. Nó đi lên từ dưới lên tới trên nha cô chú đi chị. Từ dưới lên, từ dưới lên mà tới cái cây này thì nói chứ đầu dâu đuôi chuột luôn cô chú chị, quá xuất sắc luôn nè, quá tài đã luôn nha. Cô chú anh chị, xong lô này thì em chấm con cây này nè nha cô chú anh chị. Cây này là quá tuyệt vời, một thân một cốt mà còn dư giả sụ u luôn nữa. Hoành thân 18. Rồi. Chiều cao 71. Tán ngang 95. Rồi. Rồi cái này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa, mình là giá chỉ là 1.800.000 nha. Rồi cái này cuối clip luôn hả chị? Rồi cái này cũng là một cây cuối clip của em hôm nay ha. Thì em xin chân thành cảm ơn toàn thể cô chú anh chị em gần xa mình đã xem kênh và đã ủng hộ cho em ha. Thì em mong rằng cô chú anh chị em mình vào xem ưng ý được cây nào thì ủng hộ chút em ha. Thì em rất là cảm ơn toàn thể cô chú anh chị em mình nha. Rồi. Em cũng thay mặt cho kênh cũng như chị Thủy cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho chị Thủy trong những clip trước cũng như clip này. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cái nào giá cả hợp lý thì mình ủng hộ cho vườn của chị Thủy nha. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.